Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đi chợ hóa chất và thiết bị thí nghiệm tại Lab Vietchem. Trên bàn hiện giờ là hai chiếc máy lắc Vortex ZX3, ZX4 của hãng Veo Italia. Đây là thiết bị hiện đại trong dòng máy lắc có mặt trên thị trường và là một trong những thiết bị cần có ở trong phòng thí nghiệm. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem hai chiếc máy này như thế nào nhé. Sự khác biệt duy nhất của máy lắc Vortex ZX3 và ZX4 là ZX3 điều chỉnh tốc độ, hoạt động với hai chế độ nhấn và liên tục. Còn ZX4 được trang bị cảm biến hồng ngoại IR với hai chế độ hoạt động liên tục hoặc cảm biến IR. Với việc trang bị thêm cảm biến hồng ngoại IR, thiết bị tự động nhận diện sự có mặt của ống nghiệm và tự động lắc mà không cần tác động lực vào giá lắc như là các thiết bị thông thường. Vật liệu chế tạo của máy là hợp kim kẽm với công nghệ polymer có khả năng chống lại các tác động của hóa chất. Hệ thống giữ 4 chân chống trơn trượt. Đường kính lắc 4,5mm. Cài đặt tốc độ analog, điều khiển tốc độ điện tử. Tốc độ lắc lên tới 3.000 vòng một phút. Nguồn điện 220V 50Hz. Công suất 15W. Khối lượng 2,7kg. Kích thước 150x130x165mm. Bảo vệ nước hạt lỏng theo tiêu chuẩn IP42. Ứng dụng của máy dùng để lắc ống nghiệm được sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm sinh hóa, vi sinh, các công ty thực phẩm, hóa mỹ phẩm, dược phẩm, môi trường. Vì máy lắc Vortex ZX3 và ZX4 chỉ khác nhau về cảm biến hồng ngoại IR nên bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thao tác và sử dụng trên máy ZX4. Đầu tiên, chúng ta bật công tắc. Tiếp theo, chỉnh tốc độ vòng xoáy của máy. Đưa ống nghiệm vào. Dung dịch bên trong ống nghiệm sẽ được trộn đều theo dòng xoáy với một tốc độ cao. Quá trình lắc hoàn tất. Ngoài ra, dòng máy lắc Vortex ZX3, ZX4 có nhiều phụ kiện để phục vụ cho việc trộn lắc nhiều loại ống nghiệm thùng chứa một cách linh hoạt. Chúng ta vừa tìm hiểu về máy lắc Vortex ZX3 và ZX4 của hãng Veo. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc mua hàng, các bạn có thể liên hệ tới số hotline 1900 2639 hoặc truy cập vào trang web labvietchem.com.vn. Subscribe và nhấn chuông thông báo để nhận được lời mời đi chợ lần tới cùng Lab Vietchem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!